Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ sơn một cái chậu nhỏ xíu này, có rất nhiều loại màu để sơn, trước hết hãy phơi chậu, và vệ sinh bằng cách dùng giấy nhám làm cho bề mặt chậu tươm tất hơn. Sau đó chúng ta dùng bột màu pha với keo, thêm tí nước, quậy cho đều và quét lên chậu, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cuối cùng mình cũng xin cảm ơn các bạn đã xem phim. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn làm ra được những cái chậu tuyệt vời mang dấu ấn của riêng các bạn. Olá pessoal, hoje eu vou pintar esse vaso pequeno, há muitas cores para pintar, primeiro expor a bacia e limpá-la usando uma lixa para deixar a superfície da bacia melhor, em seguida, usamos guache colorido misturado com cola, adicione um pouco de água, mexa bem e varra na bacia, desejo-lhe um filme divertido, finalmente obrigado por assistir, por favor. Nos vemos nos próximos vídeos, desejo que vocês façam ótimos potes com sua própria marca, você. Hola a todos, hoy pintaré esta pequeña maceta. Hay muchos colores para pintar. Primero exponga el recipiente y lo limpie con papel de lija para que la superficie del recipiente se vea mejor. Luego usamos guache de colores mezclados con pegamento. Agregamos un poco de agua, revolvemos bien y barremos el recipiente. Les deseo una película divertida. Finalmente, gracias por mirar. Nos vemos en los próximos videos. Les deseo que hagan grandes macetas con su propia marca. Usted.